Ok các bạn, sau một ngày làm rồi à, bây giờ về nhà. Có là về nhà đang làm à? Chia sẻ ai à, chia sẻ gia đình à, làm nhà mà cái tường này không khô đấy các bạn. Đấy không? Quay trên video thì nó sẽ nhìn ở tháp, thấy không? Màu hơi ướt ướt, nó không sáng như là bên ngoài này. Khô là nó như cái này. Nó như cái miếng này đó. Và cái miếng tường bên này. Còn từ bên trong là không khô. Và cách gia đình ở là bên thầu nó nói là mua than hơ. Rồi chia sẻ cho các bạn xem nha. Ok đó, đốt đống than. Cái này chỗ ngủ. Đốt đống than ở đây. Đốt cho nó nóng từ từ nha các bạn, nóng từ từ. Chỗ tối, bên trong thì tối, bật đèn lên nha các bạn nhé. Đốt cái đống than này cho nó nóng từ từ hơn rồi phòng này đó, rồi nói chung hai phòng dưới nhà mộc me, hai phòng dưới nó ẩm, nó lại nó tường nó không không khô nổi nên là phải chơi chiêu này là dành một đống than nữa. Ok. Oh, mấy các bạn cũng theo mình đi đổ than à, đốt cái đống tiếp tục. Cái tường này. Cái này thì chưa chưa tốt. Đó, cái tường này. Đó các bạn. Nhìn bên kia bạn sẽ thấy là nó cái màu, nhìn cái màu tường. Đó, nhìn cái màu tường nó không được sáng. Cái này như nào đang ẩm ướt đấy các bạn ơi. Ẩm ướt đây là nhà muốn hoàn thiện sớm á. Nhà muốn hoàn thiện sớm là để chuyển nhà cho nên là phải dùng than đốt từ từ hơi nóng lên. Đây than này, ngày này hết hai bao rồi. Đấy, bao thứ hai được cái này là bằng được rồi. Cho nó cháy rồi nóng tường khô để mà chiết sơn nó nhanh, gia đình chuyển nhanh đấy các bạn. Ồ, cameraman không chuẩn rồi. Hello các bạn của tôi, nên lại chia sẻ đó các bạn ơi. Đằng sau mình là một cái đống lửa than trước phòng. Nói chung là chia sẻ phòng nó ẩm quá các bạn, là mưa tô không được nên là đốt than cho nó nóng cái tường. Thế là tô chiết sơn đấy các bạn ạ. Nói cùng là như vậy thôi. Ô, chia sẻ ngắn gọn cho các bạn hiểu nhé. Bye bye. Ngủ ngon đây. Đây cái chỗ ngủ mình đây. Đây chỗ ngủ mình đây. Đó anh em. Đây là mình đây. Đó. Thì rót, em rót đây. Tắt cái đèn đi. Đó, em rót đang ngủ bên này. Mình ngủ bên này. À, trước cửa kia. À, và trong này là than. Trời ơi mình được ấm này. Phòng bên này cũng than đấy cái bợ này. Hai phòng dưới là nó ẩm quá. Nên là đốt than chia sẻ thôi, chia sẻ vậy thôi nha. Ok. Mỗi ngày như mọi ngày. Bye bye các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Hôm nay mình ngủ ở đây đây.